Thưa quý vị, đây là cảnh sinh hoạt của một số giáo nhân tại nhà thờ St. Columban. Họ đã nhân dịp, nhân cơ hội mọi người đang học sinh. Đây là cái khuôn viên của trường học nằm bên cạnh, sát bên cạnh nhà thờ. Họ đã nhân cơ hội này, học sinh nghỉ học, để mà lấy sang đây là dùng cái khoảng không này để mà sửa chữa lại một số bàn ghế đã bị hư hao sau 5 tháng. Và trong cái thời gian đại dịch như thế này thì không có giáo dân tới nhà thờ, nhưng mà chỉ có các lễ trực tuyến hàng ngày mà thôi. Nhưng mà chúng tôi tận dụng cái thời gian này để mà nhà thờ đã trống, thì chúng tôi mang hết tất cả những cái ghế đã cũ rồi từ cái ngày mà được thành lập và xây nhà thờ năm 1967, cũng là hơn nửa thế kỷ rồi, cho nên nhiều cái hàng ghế nó cũng hơi gãy, nó cũng bị cháy. Thế là một nhóm anh chị em trong Linh Hiến Tâm cũng như là Knights of Columbus, với lại rất là nhiều người bỏ công ra để mà mang hết tất cả những cái hàng ghế đó ra, cái từ 10 cái một để mà đánh bóng, rồi cái nào gãy thì sửa lại, rồi cái nào thay được thì thay. Vâng, thì như vậy thì sẽ xây nhà thờ rất là nhiều, tại vì trước đây thì các sở trước thì cũng muốn ước lượng là nếu mà thay thì nó cũng phải tốn 300-400 ngàn, mà chưa chắc là cái gỗ nó tốt, mà cái gỗ nó cũ. Thành thử ra chúng tôi muốn hơi dây lại dùng được cơ hội này thì cũng tiết kiệm tiền bằng cách là mình bỏ người bỏ không, rồi người bỏ của, cái tiền vật liệu nó không có bao nhiêu, nhưng mà cái công việc mà họ hy sinh ra thì là tuyệt vời. Nhưng mà hy vọng là cái thời gian phong tỏa này chúng tôi làm sao cho nó hết sức có thể, khi trở về thì giáo sư trở về thì chúng ta thấy có những cái hàng ghế mới sẽ tươm tất hơn để cho mọi người tới tham dự. Tôi và cùng số anh chị em Liên minh Thánh Tâm cũng có, và trong các anh của đội hiệp sĩ Knights Columbus cùng nhau ra đây để mà sửa chữa lại những hàng ghế mà đã 50 tuổi rồi. Và cái chi phí để mà sửa sai những cái ghế này đó là 250-300 ngàn đó. Mà đó nếu thay mới nhưng mà sửa chữa lại thì cũng bắt tiền, nhưng mà tại vì mọi người đồng ý cùng nhau làm sửa chữa những hàng ghế này, ra tiền chi phí không bao nhiêu cả. Cái công lao, cái phần lớn là labor, là cái công lao mọi người đứng ra chà một cái ghế như vậy. Thật ra một cái ghế này nó rất là dài, nó rất là dài, mà thành ra thì mà lần chùm một cái ghế này cũng phải là 4-5 tiếng đồng hồ đó. Mà thì trong nhà thờ có hơn 100 cái ghế như vậy, thành ra thì cái project này là tối thiểu 1 tháng. Nhưng mà thì trong thời gian này thì trường học đóng cửa và nhà thờ đóng cửa, thành ra thì anh em có thể tự học lại để mà cùng nhau mà làm chương trình này. Hôm nay chúng tôi cũng cả tuần nay rồi, chúng tôi cũng ra đây để mà gọi là giúp với lại giáo xứ một tay để mà làm lại mấy cái ghế trong nhà thờ. Như anh cựu chủ tịch vừa mới nói đó là cũng 50-60 tuổi rồi. Trong cái dịp chống vắng như vậy mà chúng tôi cũng đổ đối trong công việc ở nhà, cũng có kêu gọi một số anh em nên tâm ra đây để mà đóng góp với lại cái công tác sinh hoạt của giáo xứ đoàn trong lúc này. Như vậy là đỡ được rất nhiều tiền bạc cho nhà thờ phải không ạ? Vâng, cái vấn đề tiền bạc thì chúng tôi không biết, tại vì chúng tôi không có nằm ở trong cái ngân sách của giáo xứ, nhưng mà tôi biết là tất cả những cái đây tất cả đều là tự nguyện. Cái công việc mà sửa chữa bất cứ một cái gì thành công nó bao giờ nó cũng là điều mắc mỏi nhất. Nhưng mà hôm nay là cũng cả tuần nay rồi, tôi bắt đầu cũng khoảng tuần nay rồi, có rất nhiều các anh các bác ở đây, nhất là có luôn cả mấy người ở giáo xứ địa phương ở đây, nghĩa là anh em giáo dân Mỹ đó. Chúng tôi là thuộc về một cái cộng đoàn, một cái giáo xứ, cho nên là tất cả hiệp nhau lại để mà làm những công việc cần thiết cho giáo xứ góp tay về. Đây là những cái ghế đã được sửa chữa cách đây 2 năm, cho nên nước sơn vẫn còn bóng lưỡng. Là cái cũ. Đây là những cái ghế cũ mà sẽ được sửa chữa trong cái đợt này đó. Từ Garden Grove.
đang giao tường thuật cho nhật báo Người Việt.